Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có hơn 3.000 hecta khóm tập trung ở thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ với giống chủ lực là khóm Queen, còn gọi là khóm Cầu Đúc. Thời gian gần đây, người trồng khóm ở tỉnh Hậu Giang rất phấn khởi khi giá khóm được thương lái thu mua ở mức cao kỷ lục. Hiện khóm loại 1, loại có trọng lượng trái từ 1 kg trở lên, được thương lái vào tận rẫy thu mua với giá dao động từ 14.000 tới 15.000 đồng một trái. Khóm loại 2 dưới 1 kg, 2 trái tính là 1, có giá 10.000 đồng một trái. Mức giá này đang tăng từ 4.000 tới 5.000 đồng một trái so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhiều nông dân trồng khóm trong tỉnh, khoảng 3 năm trở lại đây, giá bán khóm liên tục tăng cao, nhưng đợt này có giá cao nhất từ trước đến nay. Hiện nay, thương lái các tỉnh đến thu mua khóm với mức giá cao để cung cấp ra thị trường, nên đầu ra của trái khóm khá thuận lợi.